Dạ, mối tình đầu là từ năm học cấp 3 chị. Em gọi là yêu đương phương bản đó khoảng 7 năm chị. Yêu đương phương bản đó khoảng 7 năm. Tiền đơn phương đôi cái gì? Lúc bạn đó hôn của hôn chú rể, bạn đó có quay xuống nhìn em. Lúc bạn đó hôn của hôn chú rể, bạn đó có quay xuống nhìn em. Trời tự nhiên lúc hôn chú rể nó quay xuống nhìn em chi? Dạ thì ai cũng lại... nói em bê đê. Ủa vậy hả? Em là gay. Nhưng em không gay, bạn trai em mới gay. Em không gay, bạn trai em mới gay. Nhưng em không gay, bạn trai em mới gay. Cuộc sống thì do một lần nên mình cứ hãy trải nghiệm tất cả những cái gì mình đang có chị. Ok, hay. Thế còn Phong, mình có slogan không? Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.